Nếu tôi hiếu quý anh mà nói dối thì sẽ bị trời đánh. Mai mốt nếu tôi thiếu gia thật lòng không có giấu em chuyện gì, em sẽ thấy vui hơn. Bây giờ anh ở trước mặt em xin thề với trời, tuyên hiếu quý anh. Nếu như mai mốt giấu Thẩm Bích Dân bất cứ chuyện gì, chết không được yên. Tôi thiếu gia, sao lại nói cho câu này chứ?